Ba cầm chiếc ở đây hả? Trong em và em vào trong kia rồi. Đi lên, đi vô, đi vô, đi, đi vô, đi vô. Cô à, có đăng ký rồi chích cho trẻ em hồ côi á. À, lên lầu à con? Cô có đăng ký trước rồi. Đi à, không, một ngày cô chích vài đứa thôi, bởi vì là sợ mình phải theo dõi nữa. Lên lầu mấy? Thế nên người ta đến đây chích đầy đây. May ấm hồng mồ côi. Giống con nhà giàu đi chích tử tế. Nó phải đùa đâu. Chào bố. Con này có nửa cân này. Ngày xưa lượn nó có nửa cân, giờ nó to này. Ui, nó béo. Béo. Béo đi từ từ. Ui dồi. Ngã mẹ báo. Thấy em vậy mày không cầm em lên tí. Đừng có rớt xuống đây rồi con mà chết. Đi đăng ký à? Đi đăng ký à? Con cầm lại nhé. Chưa mẹ, chưa đến mình. Bảo ơi, Bảo. Mất đi. Bảo ơi. Con cầm này này, con cầm con nhìn này này, hiểu không? Con giống như con đang quay điện thoại nhưng mà con đừng có xét mắt qua. Ừ. Là gì? Giáp anh Khoa hả? Khoa anh Đức. Anh Đức. Bảo Châu. Bảo Châu hả?
Không, à, giáp anh Đạt. Giáp anh Đạt, năm em thôi. Giáp anh Đạt. Có không? Chặt khói chứ. Giáp anh Đạt. Không, con tìm thấy có. Con thấy có đấy. Con không nhìn kỹ đấy. Sáng cô thấy có mà. Giáp anh Đạt. Đạt á, làm một lần luôn. Có anh Khoa, giáp anh Khoa, giáp anh Đức, giáp Bảo Châu, giáp anh Đạt, giáp anh Dũng, toàn họ giáp thôi. Mấy bạn này trẻ mồ côi, mái ấm hoa hồng, đường Tô Ký. Cô cắm à? Mấy đứa bị chuột cắn. Anh Dũng, anh Khoa, anh Đức, Bảo Châu, Bảo Hân là không có tìm đúng không? Không, Bảo Hân không. Cô tìm một bé con lại giùm con. Giáp anh Đạt. Cô lọt không? Anh đó. Trông nha. Giấy tờ đâu mà mình phải cố gắng.